Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ ni trưởng chứng minh. Thành tâm kính đảnh lễ thường tòa ni sư sư cô ở tại trú xứ của chùa Bảo Quang, thành phố Hamburg, Đức Quốc. Kính thưa tất cả quý đại chúng đang hiện diện trong đạo tràng của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là lần thứ hai, thứ ba chúng tôi đến với lại chùa Bảo Quang. Lần đầu tiên là đi trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, lần thứ hai là năm ngoái và lần thứ ba là năm nay. Thế thì mỗi lần đến đây, chúng tôi nhìn thấy được có mỗi cái khác nhau, có một sự phát triển mới mẻ hơn và trang nghiêm đạo tràng đẹp hơn. Hy vọng lần thứ tư mình sẽ mua được cái nhà bên kia. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng với sự cố gắng rất là lớn của nhị vị ni sư và sư cô trụ trì ở đây để thay thế cho ni trưởng lo hết tất cả những cái Phật sự trong và ngoài của ngôi Tam Bảo. Và ở hải ngoại này, kể cả Mỹ Quốc, kể cả Âu Châu, kể cả Úc Châu, và ngay cả bây giờ đây ở trong nước Việt Nam cũng vậy, những người phát tâm xuất gia mỗi ngày mỗi ít đi. Như thế đó thì không biết là sau này ai sẽ là cái người mà kế thừa để tiếp tục gìn giữ những gì mà những bậc tiền bối đi trước đã khó công để gầy dựng, cũng như quý vị những tầng lớp đầu tiên để chúng ta đặt cái nền móng đó. Không biết rồi lấy cái gì để mà mình sẽ tiếp tục phát triển cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại này. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều và bi quan về cái tương lai như thế thì hiện tại mình khó có thể làm được những Phật sự. Nhưng chỉ cần sự cố gắng ngay hiện tại này, hết mức, hết sức, thì chúng ta có thể gìn giữ được theo cái tiến trình sinh diệt của nhân duyên. Thế thì chúng tôi nhìn thấy được là ở nơi đây sư cô trụ trì cũng như ni sư Tuệ Đàm Châu vừa gánh vác cái Phật sự ở Bảo Đức và xong chuyện là chạy lên đây liền, cũng như là tuần tới này thì ở dưới Bảo Đức đóng cửa. Cho nên chúng tôi nói đùa với ni sư là thật ra là ni sư đi đâu là Phật đi theo đó, cho nên là ni sư tới đây thì chùa đóng cửa, như là Phật là ngồi không đó thôi chứ không có ai tới hết. Thế thì nói như vậy để chúng ta thấy được cái bóng dáng của quý thầy quý cô là cái chất sống của một ngôi chùa. Và ngày hôm nay những ngôi chùa nào mà không có thầy không có cô, được gọi là những ngôi chùa hội đó, thì rất khó để mà chúng ta có thể gìn giữ một cách tốt đẹp trong cái thời buổi của ngày hôm nay. Mà nơi nào có quý thầy quý cô ở sinh sống để mà làm việc thì ở nơi đó Phật tử tụ hợp rất là đông và có cái sức sống của một ngôi chùa. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói với quý vị một cái đề tài, đó là cùng nhau sống chung. Rồi ngày mai sẽ nói về chúng ta tu tập cái hạnh của Bồ Tát Quán Âm sau. Đây là những cái bài kinh riêng lẻ nằm ở trong kinh Tương Ưng Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, kinh Trung Bộ. Những bài kinh rất là ngắn và đơn lẻ để cho chúng ta thấy được rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái nguyên tắc để sống chung như thế nào, và sống chung như thế nào để có được giá trị an lạc và hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Thứ nhất, sở dĩ chúng tôi chọn cái đề tài này là bởi vì mình nhìn thấy chúng ta không thể sống tách biệt nhau, lại càng không thể sống
thiếu nhau. Mình không thể sống tách biệt. Nếu như ai đó cho rằng mình nhập thất để mà mình tu á, được gọi là sống một mình á, thì cái yếu tố sống một mình nó cũng không có nghĩa là tách biệt. Chẳng qua là chúng ta tách biệt phiền não, tách biệt những cái sự tương tác tạm thời chứ không phải là cuối cùng. Vì Đức Phật và Bồ Tát để có thể tới được đó là các ngài phải đi vào trong chúng sanh, sống lẫn lộn với chúng sanh, chứ không thể tách biệt khỏi chúng sanh mà thành được. Cho nên ý tưởng đó là cái mà gọi là trùng trùng duyên khởi, cái nhân duyên để thành tựu bất cứ một thứ gì trong cuộc đời này. Nếu chúng ta nói rằng các pháp là duyên sinh thì có nghĩa là sự thành Phật, thành Bồ Tát của mình cũng là duyên sinh, phải không? Nó có duyên nó mới sinh ra Phật và Bồ Tát kia. Thế thì cái duyên đó là cái gì? Có phải chăng là những yếu tố khác ta hay không? Nếu như có một cái gì đó ngã để chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát á, thì cái đó phải là nhân duyên thôi, không có gì khác hơn. Cho nên để có thể tu tập được thành thì những cái yếu tố cộng trú với nhau là điều hết sức cần thiết. Và chúng ta đừng nói là mình cao sang quyền quý, mình không cần ai. Thật sự chúng ta đang cần một cái trái địa cầu này. Chúng ta cần sự gìn giữ lẫn nhau, chúng ta cần sự bảo vệ lẫn nhau để chúng ta tồn tại giữa cuộc đời này. Chúng ta cần cơm ăn, cần áo mặc, chúng ta cần rau cỏ để nuôi cái thân mạng mình còn tồn tại với nhân gian. Dẫu là cọng rau cọng cỏ đó nó yếu mềm, nhưng mà chúng ta cần có nó. Chúng ta mỗi ngày ăn, mỗi ngày chúng ta uống, chúng ta cần những thứ đó, chứ không thể ai không ăn không uống mà sống được. Rồi chúng ta lại cần bàn tay của người khác để họ đan áo dệt vải cho mình. Chúng ta lại cần những cái nồi niêu son chảo của những người làm ra cái đó. Chúng ta cần xe đi, cần đôi giày để mang, cần chiếc mũ để đội. Thế thì vô hình chung mình đã cần tất cả những người cùng nhau tồn tại trong cuộc đời này. Khi hôm nay đến chùa chúng ta không ai son môi hết. Nhưng mà nếu như ngày thứ hai trở về lại đời sống, đi làm, có thể là người ta sẽ dùng một chút nào đó để trang điểm cho mình, để cho dễ coi hơn, ví dụ như thế. Thế thì cái mà để cho chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống này lại là một điều nào đó nó đến từ những cái thứ khác ta. Bản thân ta, ta chưa đủ tự tin để nhìn ngắm cuộc đời này với tròn trịa đôi mắt của mình. Chúng ta phải cần một cái gì đó tô điểm thêm một chút nữa để nó tự tin hơn. Thế thì tất cả những yếu tố đó, có phải chăng là mình đã mượn cái kia, sản phẩm của họ để làm cái của mình không? Chúng ta mang một bộ đồ đẹp, đi một chiếc xe hơi sang, cầm một cái bóp giá trị, thì lại là giá trị của mình dường như nó được tăng hơn. Và chúng ta vui với cái đó, bằng lòng với cái đó, tự tin với cái đó, nó làm cho giá trị mình có vẻ như là được nâng cao hơn. Thế thì nói chung ta không thể sống thiếu nhau. Và rồi những cái tư tưởng tình cảm của mình trong cuộc đời này, chúng ta nghĩ đến người này, suy tư đến người nọ, chúng ta làm việc này là vì người này, làm việc kia là vì người kia, có không các vị? Thế thì tất cả những cái thứ đó, ngay cả trong ý nghĩ, trong đầu óc của mình suy tư, lại là không thể vắng nhau. Rồi chưa kể những năng lượng của sự tiêu cực, đó là năng lượng tích cực, mình sống vì nhau. Năng lượng tiêu cực, chúng ta giận người này, giận người kia, không đi chùa, ghét người này, ghét người nọ. Những yếu tố ấy nó tồn tại như là một chất độc trong cơ thể. Thế thì những cái đó cũng là mối tương tác giữa người nọ, giữa người kia tồn tại trong tâm thức của mình. Thế trên hai phương diện, một là phương diện của vật chất, hai là phương diện của tinh thần, của tâm thức hay là tâm linh đó, chúng ta đều bị chi phối bởi những yếu tố của cộng trú sống chung. Sống chung trong từng ý tưởng, sống chung trong từng khoảnh khắc của tâm tư, tình cảm. Thân thể này đã không thể sống riêng, và tâm tư lại càng không thể vắng mặt nhau trong đời sống này nữa. Kết hợp cả hai yếu tố đó mà chúng tôi hình thành nên một cái tư tưởng của bài giảng ngày hôm nay, dựa trên kinh điển, đó là cùng nhau sống chung. Và Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta như thế nào để cùng nhau sống chung như thế. Trong kinh Tương Ưng Bộ chương thứ 14, Đức Phật dạy như thế này: chúng sanh đến với nhau và kết hợp với nhau
là do cái giới của chúng sanh đó. Này các vị tỳ kheo, tùy theo giới mà chúng sanh tìm đến và kết hợp với nhau. Cái chữ giới này á, mở ngoặc đóng ngoặc, để chúng ta hiểu được rằng cái giới đó không phải là cái giới 5 giới, 10 giới mà chúng ta thọ nhận đây. Cái giới đó là gì? Khái niệm của nó rất là rộng. Chúng ta nghe Đức Phật giải thích về cái giới này. Có những kẻ cá tính thấp kém thì tìm đến và kết hợp với những con người có cái cá tính thấp kém. Trong quá khứ họ làm như vậy, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ đang làm như vậy. Cũng giống như phân thì tìm đến kết hợp với phân, nước tiểu thì tìm đến kết hợp với nước tiểu, nước bọt thì tìm đến kết hợp với nước bọt, máu mủ thì tìm đến kết hợp với máu mủ. Tùy thuộc vào giới mà chúng sanh tìm đến kết hợp với nhau. Có những kẻ có cá tính thấp kém thì tìm đến và kết hợp với những người có cá tính thấp kém. Trong quá khứ họ đã làm như vậy, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ đang làm như vậy. Này các vị tỳ kheo, tùy thuộc vào giới mà chúng sanh tìm đến để kết hợp với nhau. Có những kẻ có cá tính thiện lành thì tìm đến và kết hợp với những kẻ có cá tính thiện lành. Cũng như vậy, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai, người ta tìm đến và kết hợp với nhau dựa trên giới. Thế thì chúng ta dừng lại ở đây một chút. Có hai điều cần nói: những người có cái cá tính thấp kém và những người có cái cá tính thiện lành. Ai họ cũng cố gắng tìm những cái gì đó mà nó vừa với mình. Mà ông bà mình nói là gì? Nồi nào úp vung đó. Chúng ta đôi khi chúng ta nghe cái câu nồi nào vung đó, mình cứ nghĩ là nó đơn giản, nó thuần túy, nhưng nó vốn quá trình là một sự sâu sắc. Thật sự như thế. Người hung dữ có những người bạn hung dữ, người hiền lành có những người bạn hiền lành, người đi chùa thì xung quanh ta là rất nhiều bạn đi chùa, người thường xuyên tu tập lại có những người bạn thường xuyên tu tập, là một người tỳ kheo có nhiều người bạn của mình là tỳ kheo, là một người câu cá có nhiều người bạn của mình là câu cá, người đua xe có nhiều người bạn của mình là đua xe, người thích chạy xe đạp có nhiều người bạn của mình là chạy xe đạp, người thích tập gym thì có nhiều người bạn của mình là thích tập gym, người mà dancer, người ca sĩ, người sáng tác nhạc, người bác sĩ, người kỹ sư, hay không? Thế thì đâu phải đơn giản, mà phải nói là Đức Thế Tôn cái thông tuệ của Ngài quả thật là tuyệt vời. Cho nên á, đôi khi mình cũng đừng có hỏi con mình là con tốt hay con xấu. Bao giờ nó cũng nói là con tốt hết trơn, không bao giờ nó thừa nhận là con xấu hết á. Hoặc là chúng ta nè, ha, coi thử coi mình tốt hay mình xấu, coi thử coi người bạn của mình tốt hay xấu. Thật ra là nhìn cái hào quang xung quanh của họ, mình đủ biết người đó như thế nào. Trong cái friend list của các vị đó, muốn nhận thức, muốn đánh giá một người nào đó, chúng ta nhìn cái vầng hào quang xung quanh của người đó sẽ biết được rằng họ như nào. Tức là phần hào quang đó là gì? Là những thứ ở xung quanh người kia. Ở xung quanh là thế nào? Là gia đình nè, là bạn bè nè, là con cái nè, những mối tương quan với cuộc sống nó đan xen và gần gũi đối với người kia nhất. Dựa vào những chi tiết thân cận với cái đó để chúng ta phán đoán và nhận xét được đối tượng kia có phần hào quang như thế nào. Thế thì xin thưa đại chúng, yếu tố đó vô cùng quan trọng. Sở dĩ mà chúng ta nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng, là cũng dựa trên yếu tố như thế này. Đó là kinh nghiệm của ông bà của chúng ta. Nhưng mà nhìn trên phương diện cụ thể của tiến trình sinh diệt và tái sinh kết tạo nghiệp của chúng sanh là từ nơi đây mà có. Cho nên á, từ nơi đây mà chúng ta sống á, thể nhập vào trong môi trường như nào, thì từ nơi cái môi trường đó nó sẽ tác tạo cảnh giới của chúng ta như vậy. Thế thì muốn tạo một cảnh giới tốt đẹp của hôm nay hoặc là của ngày mai, chúng ta phải biết từ bỏ cảnh giới ngay hiện tại này nếu cái đó là cái khổ đau.
và xây dựng cảnh giới ngay hiện tại này nếu muốn ngày mai chúng ta an lạc và hạnh phúc. Chỉ dựa trên cái yếu tố tương tác này thôi. Trên căn bản, nếu như con người ta với cái tâm thiện thì người ta sẽ sanh vào cảnh giới thiện. Họ đi đâu họ cũng thiện hết, tại tâm họ đã thiện. Cho nên họ gặp một người chửi bới mắng nhiếc, họ thiện cho nên họ không chửi bới mắng nhiếc lại. Mà nếu họ là một con người ác, họ gặp cảnh giới ác là tự nhiên nó bùng phát lên thôi. Cho nên là cái yếu tố quan trọng tạo cảnh giới khi chúng ta đang sống. Và trong mối tương tác sống chung này, sự cộng hưởng qua lại là điều tất yếu. Cho nên ở gần với lại một người nào đó, chúng ta không ít thì nhiều tiêm nhiễm yếu tố của người đó. Sống và gần bậc phạm hạnh thì mình sẽ tiêm nhiễm cái giá trị tư tưởng tình cảm của cái bậc thiện hạnh đó. Nhưng nếu chúng ta ở gần một cái người mà xô min, cái gì cũng không chịu hết, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng tạo rắc rối hết, thì tự dưng chúng ta lại có những cái điều rắc rối đó và khó xử trong đời sống của chính mình. Tự dưng nó vậy thôi. Cho nên đối với giới á, ví dụ như người phụ nữ thì có nhiều bạn phụ nữ, người nam thì cũng có nhiều người nam, người nhậu nhẹt thì có bạn bè nhậu nhẹt v.v. Tức là dựa trên cái sở có của người ta, cái sở thuộc của người ta, cái sở hữu của người ta. Những người giống nhau thì thường tìm đến với nhau. Mà ông bà mình nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con trâu thì nó tìm tới với con trâu, con ngựa thì nó tìm tới với con ngựa. Cái này là trong kinh nói chứ mình không có nói là nghe. Nó lạ lùng như vậy á. Và mình thấy Ngài nói rất là rõ về cái chủng loại thể tánh của chúng sanh trong cuộc đời này. Nó là như vậy. Cho nên đối với lại những cái con mà nó sống ở biển cả thì không thể vào sông hồ, tại nó không phải môi trường của nó. Nó sống ở lớp nước sâu thì nó sẽ chìm lớp nước sâu. Nó không thể sống trên ao hồ được. Chủng loại thể tánh chúng sanh ở chỗ nào, nó sẽ trú xứ của nó ở chỗ đó. Và hơn hết đó, là cái gì quyết định cái trú xứ của chúng sanh kia, kể cả thân của này, thân của mình thọ nhận, đó chính là tâm. Mà gọi là tướng tự tâm sanh. Cái tướng là cái mẫu mã ngoài đó, là từ nơi tâm thức mà được sanh ra. Cho nên với tâm Phật thì sẽ sanh vào cảnh giới của Phật, với tâm Bồ Tát sẽ vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu tâm chúng sanh sẽ sanh vào cảnh giới của chúng sanh. Nếu tâm là địa ngục ngạ quỷ súc sanh rắn rít bò cạp thì mình sẽ sanh vào cảnh giới của những loài chúng sanh đó. Không thể thân bò cạp sanh ra ở cõi giới cực lạc được. Đó, cho nên mình đừng có biện minh ha cho một cái sự thể nghiệm trái ngược. Có những bậc họ sống nghịch hạnh, nhưng đó là những vị mà người ta đã đến cảnh giới của những bậc xuất trần thị hiện nghịch hạnh để độ những kẻ nghịch hạnh, độ những người khó độ. Còn mình á là không phải là những bậc đã thoát ly, mà mình biện minh cho sự thoát ly này để bào chữa cho những cái sự sinh hoạt của mình thì nó không đúng. Này các vị tỳ kheo, tùy thuộc vào giới mà chúng sanh đến và kết hợp với nhau. Kẻ thiếu lòng tin thì tìm đến kết hợp với kẻ thiếu lòng tin. Kẻ không biết hổ thẹn thì tìm tới và kết hợp với kẻ không biết hổ thẹn. Kẻ không sợ làm điều ác thì tìm đến và kết hợp với kẻ sợ, không sợ làm điều ác. Kẻ vô văn thì kết hợp với kẻ vô văn. Kẻ lười biếng thì kết hợp với kẻ lười biếng. Kẻ thất niệm kết hợp với kẻ thất niệm. Kẻ ngu kết hợp với kẻ ngu. Trong quá khứ họ đã làm như vậy, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ đang làm như vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta nghe Đức Thế Tôn nói như vậy rồi á, thì mình phải tự trấn tĩnh lại mình. Xung quanh mình có những kẻ ác hay không? Đối với mình nó ác, có nghĩa là kiến giải của mình về một cái quan điểm về ác. Thế thì đôi khi đối với chị thì cái người này nó ác, nhưng đối tôi nó không ác. Thế thì mỗi người có một cái nội hàm khái niệm của cái ác này khác nhau. Đôi khi nó làm vừa lòng mình cho nên mình thấy nó không ác. Và ngay cả bản thân mình quan điểm thế nào là ác
thì có mỗi người lại mỗi cái khác nhau. Thế thì trên căn bản, những cái gì mà mang lại tổn hại cho mình, tổn hại cho người, tổn hại cho cả hai, cái đó là ác. Thiện là cái gì? Những cái gì xuất phát từ lời nói, hành động và ý nghĩ mang lại sự an lạc cho mình, an lạc cho người, an lạc cho cả hai, thì những yếu tố đó là thiện. Trên căn bản nó là như thế. Và xin thưa đại chúng, vào thời của Đức Thế Tôn, cái buổi bình minh của Phật giáo đó, thì tất cả, ngay cả Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng chỉ sống với một cái tâm niệm duy nhất, đó là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, bấy nhiêu thôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Mà suy ra cho cùng, nếu như mà chúng ta có thể quên hết lời Phật dạy đi, chỉ có thể nhớ thì xin nhớ dùng cho bốn chữ thôi, đó là làm lành, lánh dữ. Hết. Trên căn bản là làm lành, lánh dữ, có nghĩa là làm tất cả những việc thiện và tránh tất cả những việc ác. Đó cũng là tứ chánh cần, tức là bốn điều cần phải siêng năng, không có lười mỏi. Bốn điều đó xoay quanh hai yếu tố thôi, là thiện và ác. Đối với việc thiện, cái gì đã sinh rồi thì làm cho nó sinh thêm, cái gì chưa sinh thì làm cho nó sinh. Đối với việc ác, cái gì đã sinh rồi thì hãy đoạn diệt nó, cái gì chưa sinh thì đừng tạo cơ hội cho nó sinh. Trên căn bản chỉ hai thôi. Thế thì mỗi một người có những quan điểm khác nhau về những yếu tố thiện và ác trong cuộc sống này. Đó chưa phải là chân lý nha. Tại vì quan điểm của một người thì nó có sinh có diệt, tâm vô thường mà. Hôm nay nó cho điều đó là thiện, nhưng mà ngày mai nó cho điều đó là ác. Hôm nay nó cho điều đó là ác, ngày mai nó cho điều đó là thiện. Thế thì thiện ác của mỗi một con người á, theo quan điểm của tự thân mình á, đôi khi nó lại khác với người khác. Thế thì những kẻ mà thiếu lòng tin thường kết hợp với những kẻ thiếu lòng tin. Những kẻ không biết hổ thẹn kết hợp với những kẻ không biết hổ thẹn. Và tương tự như thế, cứ lít lít ra. Thế thì khi bước vào trong guồng máy đó rồi, thật khó để chúng ta có thể bước ra khỏi cái guồng máy đó được. Các vị thấy đúng không? Nếu mà bỏ bạn nhậu của mình á, thì đôi khi chúng ta không còn những người bạn khác, mà chúng ta cứ nghĩ như thế. Bỏ cái này rồi thì mình không có nữa. Ví dụ như bây giờ có những người nào chuẩn bị đi tu, là chúng tôi khuyên quý vị đi tu, cố gắng từ bỏ cái gì đó để đi tu, thì quý vị lại nghĩ là gia đình, mẹ, con, bạn bè, việc làm, vân vân, đủ thứ hết các mối quan hệ đang hiện hữu đây. Mình nghĩ là cùng một lúc chúng ta từ bỏ cái đó rồi á, thì mình hụt hẫng. Cái trạng thái hụt hẫng là trạng thái gì? Là trạng thái cắt bỏ đi những cái hào quang xung quanh ta. Thấy chưa? Và mình không dám từ chối những cái tư tưởng đang bủa bay trong đầu mình bởi những khái niệm ràng buộc giữa mình với người kia. Nhưng khi cái chết tới, ngay cả hiện tại như bây giờ nè, chúng ta đã khó từ bỏ. Dẫu từ bỏ này là từ bỏ đi tu, chứ không phải là từ bỏ để chết. Mình vẫn còn sống đây, và mình sẽ còn gặp nhau trong cuộc đời này nữa. Ấy thế mà chúng ta đã khó từ bỏ nhau đến mức độ như thế. Thế thì tới lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay, xin thưa đại chúng, sự từ bỏ nó có dễ không? À, dạ không. Chị thì chắc chắn là chị sẽ hiểu tôi muốn nói ai. Nhưng chị nói không. Thế gì nữa? Rất khó để chúng ta có thể từ bỏ được trong cuộc đời này. Và từ bỏ đến phương diện xả ly, buông xả lại càng khó hơn gấp bội. Từ bỏ với cái tâm hoan hỷ lại càng khó hơn gấp bội. Từ bỏ là một sự tiếc nuối có thật, nhưng mà từ bỏ mà vui. Từ bỏ mà vui có nghĩa là sao? Có nghĩa là người đó đã bước một chân vào sơ quả đó, gọi là ly dục, ly sanh hỷ lạc địa. Ly sanh hỷ lạc địa tức là sơ thiền. Ly sanh hỷ lạc địa tức là rời khỏi cái gì? Rời khỏi cái tham dục, rời khỏi bất thiện pháp, mà sanh niềm hoan hỷ, thì người đó chứng và trú được sơ thiền. Chỉ bước của sơ thiền thôi đó nha,
mà phải khởi lên niềm vui do ly dục rời khỏi cái sự tham muốn và an trú trong sự hỷ lạc của rời bỏ sự tham muốn kia. Thì người đó bước vào sơ thiền, ly sân hỷ lạc địa. Đâu có dễ đâu các vị thấy chưa? Thế thì năm cái cung bậc nó được gọi là năm hạ phần kiết sử: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi. Việc đầu tiên là tham dục. Thế chúng ta sống trong cuộc đời này ai cũng có cái mối tương tác hết, và người ta luôn luôn bị chi phối không ít thì nhiều với cái mối tương tác kia của cuộc sống. Ngay cả một người đi làm thôi, đi làm trong một cái tiệm, ví dụ các vị đi làm tiệm nail chẳng hạn, mình nghỉ một ngày hai ngày thôi vì một lý do nào đó, và chúng ta lại nghĩ rằng tôi đi như thế này là tôi bỏ tiệm, ai làm tôi bỏ công việc này, rồi người ta suy nghĩ làm sao, người chủ người ta có happy hay không, người ta có vui hay không, phải không? Thế thì nội cái yếu tố tương tác giữa mình với cái kia không thôi đã là một sợi dây ràng buộc. Cho nên càng đi vào trong khổ lụy cuộc dòng đời thì chúng ta càng bị dòng đời này chi phối. Đi càng sâu vào trong bùn thì chân ta càng lấm bùn. Anh đừng có bảo là đi vào trong bùn chân anh không lấm bùn. Đức Thế Tôn dạy, nếu chúng ta bước vào trong dòng đời thì thật là khó để chúng ta có thể có được giá trị an lạc. Người nào muốn giải thoát giác ngộ thì người đó không phải bước vào, người đó không phải đứng lại, mà người đó phải đừng đi vào bên trong, vượt thoát ra ngoài. Còn anh đã đi vào bên trong, đã đứng vào chính giữa thì dòng đó nó sẽ cuốn trôi mình, nó sẽ nhận chìm mình. Có một lần nọ, Ngài dẫn các tỳ kheo đi khất thực, nhìn thấy một khúc gỗ. Ngài nói các vị tỳ kheo, các ông có nhìn thấy khúc gỗ dưới sông kia không? Các vị tỳ kheo nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, con có nhìn thấy. Ngài nói như thế này, đời tu tập của mình cũng giống như khúc gỗ trôi sông kia vậy. Nếu như nó không bị chư thiên và loài người nhặt lấy, nếu như nó không bị tấp vào trong cồn cát, nếu nó không bị tấp vào hai bên bờ sông, nếu nó không bị rớt vào trong cái vòng xoáy, một cái lốc xoáy của cái dòng nước, thì chắc chắn rằng cái khúc gỗ này nó sẽ trôi từ con sông nhỏ sang con sông lớn, từ con sông lớn sang con sông lớn hơn, và cuối cùng nó trôi ra biển cả mênh mông. Thế đời sống của chúng ta đây cũng vậy, mình có bị mắc kẹt cái gì không? Mình có bị chư thiên và loài người nhặt lấy không? Quý vị ngồi ở đây chắc đa phần là bị loài người nhặt lấy rồi, đừng có nói chi thiên. Bị ông này nhặt lấy, bị bà kia nhặt lấy, đem về sử dụng, sử dụng cho tới ngày hôm nay 70-80 tuổi tàn tạ rồi nó mới tha cho. Cái gì nữa? Nó mới giải thoát cho đi chùa. Chứ trẻ trung mà còn phơi phới hoa xuân thì chắc gì mà nó cho đi. Cho nên phước báu của đời mình á, là nó có nhặt lấy, nhưng mà nó lâu lâu nó cũng tha cho, phải không? Ít nhất là nó tha cho cuối tuần cũng đỡ đi. Nhưng mà có những người nó tha nhưng mà con nó không tha, tức là cháu của mình nó không tha, thì mình lại bị ràng buộc bởi cháu nữa. Cho nên á, nghe thì nó đơn giản nhưng mà quả thật là nó thâm thúy vô cùng. Mình có bị loài người và chư thiên nhặt lấy hay không? Mình có sống với những cái ý tưởng vớ vẩn, niềm tin mù quáng của những tôn giáo khác hay không? Thấy chưa? Mình có bị cái định kiến của xã hội nhặt lấy tâm thức của mình, đem vào một cái chỗ nào đó khác với tinh thần của Phật giáo hay không? Thế thì chúng ta đang xen giữa những luồng tư tưởng khác nhau trên dòng đời này, nhiều tôn giáo khác nhau. Ấy thế mà may mắn chúng ta rớt vào trong cái niềm tin của Phật giáo, có chánh tín, được học Phật pháp, được nghe giảng để tìm hiểu tinh thần giải thoát và giác ngộ một cách cốt lõi. Chúng ta không bị mê tín bởi những sự cầu mong vái vang mà không có sự chuyển hóa. Thế thì phải nói là mình lucky vô cùng, mình hạnh phúc hơn nhiều người khác vô cùng. Đôi khi người ta có truyền thống về niềm tin Phật giáo thôi, nhưng mà sự chuyển hóa và tu tập hiểu rõ Phật pháp để định hướng con đường đi của mình thì người ta lại mù tịt, người ta không có phương pháp và không có cách để họ có thể tiếp cận được, vì không đủ nhân duyên trong đời. Thế xin thưa quý vị, sơ sơ như thế để chúng ta thấy được rằng á, thật là khó để mình có thể giữ mình
không bị một cái sự ràng buộc nào, không bị tấp chỗ này, không bị tấp chỗ kia. Và trên con đường thẳng tiến đi tới giác ngộ như thế, chắc gì mình là không tấp chỗ nọ chỗ kia. Đôi khi mình thấy con đường này nó mệt mỏi quá, mình đi lâu ngày chài tháng, mình trở nên mệt quá, ai có biết đâu chỉ còn một khúc nữa thôi là tới ngoài cửa biển, mà chúng ta lại quay đầu lội ngược dòng trở về cao nguyên. Đúng vậy chứ? Có không các vị? Đôi khi mình thấy tu, trời ơi, tu cái pháp môn này sao mà nó lâu thành Phật quá. Mình nghe đồn là tu cái pháp môn nào đó một đời là thành thôi, cho nên lật đật quay về để mong muốn cho được còn chút thời gian nữa để thành. Nhưng mà có ai hiểu chăng là nổi anh khởi lên cái ý muốn thành Phật kia không thôi là một cái tham, mà cái tham đó là tham thành Phật. Anh thử hỏi thành Phật để làm gì? Để ăn trên ngồi trước hả? Để ngồi cao hơn người khác hả? Thử mình hình coi dung coi, nếu ngày mai anh thành Phật anh sẽ làm gì? Làm gì các vị? Đi phổ độ chúng sanh phải không? Thế bây giờ sao không đi? Nếu ngày mai anh thành Phật, chúng sanh nó chửi anh có giận không? Thế bây giờ nó chửi anh cũng đừng giận đi, anh sẽ thành Phật ngay bây giờ không đợi ngày mai. Đó, nếu anh muốn phổ độ chúng sanh ngày mai, tại sao bây giờ không phổ độ chúng sanh? Nếu anh muốn cứu giúp chúng sanh ngày mai thì bây giờ anh trong tay có 10 đồng, dám chia ra là 10, một phần cho người ta, một phần tặng người khác, vân vân. Anh có dám cho không? Làm đi. Anh làm như thế anh sẽ thành bây giờ này, chứ đừng đợi ngày mai. Nên xin thưa, đôi khi cái tâm niệm của chúng ta đây khởi lên những cái lòng dục quá nhiều, mà tiềm ẩn trong lòng dục đó là một cái nỗi tham, mà nỗi tham kia bất chấp nhân duyên, bất chấp nhân quả. Anh không thể thành Phật bất chấp nhân quả như thế. Đức Thế Tôn đã trải qua hằng hà sa số kiếp để mà tu như thế nào, thực hành hạnh Bồ Tát ra sao, ngài mới thành được. Còn mình là không cần làm việc đó, bảnh vậy đó, đúng không? Không cần làm hạnh Bồ Tát, không cần giúp đỡ chúng sanh nào, chỉ cần thành Phật thôi mà không biết thành để làm gì. Muốn tái sanh vào cõi giới lành, muốn có cái hào quang thật sáng, nhưng mà chúng ta lại không biết. Bạn bè mình sau lưng, những người trước mặt, những người tương tác với ta xung quanh là vầng hào quang của mình trong cuộc đời này, trú xứ của mình trong cuộc đời này. Sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ. Vô nhị thượng nhân nói như thế. Sinh như là mặc áo, chết như là cởi quần, xưa nay vô cùng không có đường nào khác. Ai cũng phải đi trong sinh tử đó. Chừng nào chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát thì cái con đường sinh tử kia mới chấm dứt. Còn nếu như không thì xin thưa quý vị là không có con đường nào khác hơn hết. Bắt buộc phải tái sinh, bắt buộc phải thọ nghiệp. Chúng ta dẫu cho có may mắn được sinh về thế giới cực lạc thì ở nơi đó không phải quý vị thành Phật liền, mà giống như nhập thất vậy đó, lên đó để luyện nội công, lên đó để tu bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu năm vậy. Rồi sau nữa xuống đây nha, để làm công quả, làm lợi ích cho chúng sanh. Mà trong khi đó mình đang làm công quả, mình đang tu tập một cách rất tốt đẹp, mình đang dính đời sống của chính mình đây để làm tất cả những thiện sự. Thế tại sao ta không biến cái nhân gian này trở thành cái cõi cực lạc kia, mà nơi đó chúng ta đang an trú trong tâm tỉnh giác chánh niệm? Đó là hoa sen đó. Tinh tấn như thế, kẻ thiếu lòng tin thì tìm tới với kẻ thiếu lòng tin, kẻ không biết hổ thẹn thì tìm với những kẻ không biết hổ thẹn. Nó quá đúng đi. Người không có sợ làm điều ác thì kết hợp với kẻ không sợ làm điều ác. Họ làm điều ác mà không biết họ làm điều ác, họ không sợ điều ác đó, họ cứ việc tiếp tục làm, không biết dừng lại, không có tâm tàm quý hổ thẹn. Kẻ vô văn kết hợp với những kẻ vô văn. Những người nào cực đoan trong phương diện tín ngưỡng, họ sẽ có những người bạn cực đoan. Người nào không có học, họ kết hợp với những người không có học. Chứ sức máy mà mấy thằng thông minh mà nó tìm kết hợp mấy thằng ngu.
Mà nói thật là như thế, nó đâu có dạy gì. Cho nên là những người nào ở cái level nào á thì họ có bạn của họ level đó. Những người tỷ phú là bạn của nó là tỷ phú nhiều nhiều lắm. Những người bác sĩ là bạn bè nó bác sĩ nhiều lắm. Thế là cái trình độ, cái căn tánh của chúng sanh, cái chủng loại thể tánh của chúng sanh, những tư tưởng trong đầu của mình lại là tìm cái để chúng ta đến và kết hợp với những cái đó. Kẻ thất niệm thì tìm đến với kẻ thất niệm, kẻ ngu kết hợp với kẻ ngu. Trong quá khứ họ đã làm, trong tương lai họ sẽ làm, và trong hiện tại họ đang làm. Đây là tiến trình của sự tái sinh. Ngay hiện tại này mà nếu mà chúng ta không có bứt phá ra đó, thì có nghĩa là ngay hiện tại này mình đang làm cái đó. Và nếu mình đang làm cái đó mà mình không biết á, thì ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp cái đó để dấn thân vào. Tại vì cái đó nó trở nên cái hiện hữu ngay bây giờ, trở thành hạt giống ngay bây giờ. Mà chúng ta phải đi vào bên trong của cái đó. Thấy không? Cho nên là đối với lại cái yếu tố này là mình phải biết chánh niệm tỉnh giác, biết coi việc làm của mình đúng hay không, biết quán sát nhân duyên. Nha, quán sát nhân duyên có nghĩa là sao? Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới. Đôi khi mình không biết mình đúng hay sai đâu. Cụ thể là ví dụ như trên mặt của mình mà có một chút lọ nghẹ, mình không biết nó trên mặt mình có đâu. Mình phải dựa vào cái khác ta để nhìn thấy khuôn mặt của mình. Khác ta đó là cái gì? Cái kính để soi mặt, hoặc là ánh mắt của người khác để chúng ta rọi lại cái mặt mình để biết mình như thế nào. Thế thì cái mà chúng ta có thể biết được mình á, đôi khi lại là những cái khác ta để chúng ta nhìn lại chính bản thân mình, coi mình đúng hay sai. Chứ đôi khi chúng ta cứ nghĩ là mình làm đúng không à, mình nghĩ là mình làm đúng nhưng mà chưa chắc nó đã đúng. Vì cái đúng đó đó, trên tinh thần căn bản là cái đó nó phải mang lại lợi ích cho ai. Chứ còn nếu mà nó chỉ mang lại lợi ích cho mình không thôi đó, thì có chắc đã đúng đâu. Cho nên yếu tố này rất là hay. Cho nên đối với một người nào đó, người ta làm vấn đề gì, tự thân họ đôi khi họ cho rằng an lạc rồi, hạnh phúc rồi, sung sướng rồi, ok rồi. Nhưng mà đối với người khác là chưa phải như thế. Thế thì để có thể tránh cái con đường ác, con đường sai, con đường xấu, thì ngay bây giờ đây chúng ta phải thể ngộ. Chúng ta phải biết buông, phải biết xả, và phải biết nhìn ngắm lại chính bản thân mình để tu tập. Có một lần nọ thì một ông lão, ông này ông ta cả đời của mình đi tìm kiếm chắc bóp rồi, cho nên để dành dụm được mớ tiền. Một hôm nọ ông ta bán hết tất cả những cái tiền bạc của mình, nhà cửa của mình. Vì ông ta cứ hỏi mọi người mà không có trả lời được câu hỏi là hạnh phúc là gì. Thế là ông ta bán hết tất cả mọi thứ, bỏ tiền vào trong bao và đi tìm kiếm cái người nào để có thể giúp mình trả lời cái câu hỏi hạnh phúc là gì đó. Ông ta rêu rao hết tất cả mọi nơi rằng ai có thể trả lời được cho tôi câu hỏi hạnh phúc là gì thì tôi sẽ cho hết tất cả những tiền bạc của tôi trong cái bao này. Thế là ông ta đi, ông hỏi hết người này tới người kia. Người thì cho rằng có nhà là hạnh phúc, người thì cho rằng có vợ đẹp là hạnh phúc, người thì cho rằng có chồng thương mình là hạnh phúc, người thì cho rằng có con cái là hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà tất cả mọi thứ đối với ông này đó không phải là một câu trả lời đúng. Mọi người mới nói là ở gần đây có một vị thiền sư, hãy đến mà hỏi vị thiền sư đó thì may ra có thể tìm kiếm được câu trả lời. Thế là ông ta đến và gặp vị thiền sư ở dưới chân núi. Ông ta liền hỏi: thưa ngài, ở trong đây là tiền, ngài mà trả lời được câu hỏi này thì tôi cúng dường hết, cho ngài hết, ngài muốn làm thì đó làm. Thế thì ông ta thì vị thiền sư nói: ô, tự nhiên cứ hỏi. Vị này mới nói: thưa ngài, hạnh phúc là gì? Vị thiền sư vừa nghe tới đó là lật đật giật cái bao tiền bỏ chạy. Ông lão này lập tức chạy theo, rượt một đổi rồi á, vừa rượt vừa kêu: trả lại đây tiền của tôi, vàng của tôi, vân vân. Vị thiền sư quăng cái bao xuống đó. Ông ta ôm cái bao tiền của mình mà trong lòng vui mừng vì mình đã có được. Vị thiền sư mới hỏi rằng: khi ông có lại cái bao này ông có vui không? Ông nói: dạ, rất là vui, rất là hạnh phúc.
Vị thiền sư nói đó, hạnh phúc đó. Vị thiền sư mới nói thêm là: này ông, trước khi ông có cái bao tiền này á, ông có hạnh phúc không? Và bây giờ ông có lại bao tiền này, ông lại hạnh phúc như thế là nghĩa gì? Thế thì ngay lúc đó ông già này mới hiểu ra rằng: ừ thì ra hạnh phúc là cái mà con người ta đang đi tìm á. Mà lỡ mà nó có đó thì cái đó con người ta cho rằng nó hạnh phúc. Còn hiện hữu bây giờ con người ta có đó mà con người ta không trực nhận được nó đó, thì nó lại trở thành không có hạnh phúc. Thế tương tự như vậy, đôi khi chúng ta lao lung chỗ nọ tìm kiếm cái kia, cho rằng cái này mới tốt, cái kia mới tốt. Còn hiện hữu này là mình bỏ quên cái giây phút hiện tại, cho rằng hiện tại này là cái điều không cần phải đếm xỉa gì tới nó nữa, cái kia mới là cái hạnh phúc không thôi. Nhưng mà xin thưa nè, đôi mắt này mà chúng ta nhìn được, thấy rõ ràng đó là hạnh phúc đó. Có thiếu gì người có đôi mắt mà họ không nhìn được? Có những người có tay có chân nhưng không sử dụng được, có những người có cái miệng mà họ không ăn được, có những người có cái bao tử như mình mà họ phải đục lỗ để mà thông đường ra, vân vân. Chúng ta ăn được, ngủ được, làm việc được, nói được, thấy được, nghe, ngửi, nếm được, thân thể không có bệnh hoạn, nội yếu tố nó không, đã là một trời hạnh phúc rồi. Và đôi khi con người ta chỉ cần mong muốn như vậy thôi, mong muốn bình an như mình thôi, là tất cả bệnh viện trong nhân gian này đóng cửa, bác sĩ thất nghiệp đi làm neo hết, những người phạt ma xích cũng chịu thua luôn, không còn cơ hội cho những người đó nữa. Chứ gì nữa, chỉ cần tự nhiên như thế này thôi, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nói cười đi làm, đi đứng ngồi nằm bình yên thư thái tỉnh tại, là nó trớt quớt hết mấy cái kia, không cần nữa. Thế thì chúng ta mới thấy hạnh phúc là gì. Đó đó, những cái dường như khi ta mất rồi chúng ta mới thấy nó hạnh phúc. Có một câu chuyện kể về tiền thân của Đức Thế Tôn. Câu chuyện kể về lúc Ngài là một con bò, Ngài và một con bò em sinh ra trong một cái gia đình của nông dân. Cho nên hai anh em của con bò này cày bừa cuốc sới để mà nuôi cái đời sống của gia đình đó. Và trong gia đình đó lại có nuôi thêm một con heo nữa. Mà con heo này được rất là cưng chiều, được tắm rửa sạch sẽ, được cho ăn cơm, được cho ăn cháo. Còn trong khi đó đó là hai cái con bò này làm việc vất vả từ sớm tới tối, cày bừa kéo xe mà chỉ cho ăn toàn là rơm khô không thôi. Con bò em nó mới buồn quá, nó mới nói với anh là: này anh, thật là bất công cho đời sống của mình. Tại sao mình phải làm lụng cực khổ như thế kia, mà trong khi đó con heo nó ở nhà nó được ăn, nó được nằm, nó chơi, nó phơi phới như thế, cho nên nó mập ù à. Thế thì cái con bò anh á, tức là tiền thân của Đức Phật á, mới nói với em của mình á: này em đừng có so đo tính toán với con heo. Sở dĩ con heo nó được nuôi mà mập mạp như vậy đó là để cho tháng sau sẽ có cái đám cưới của con gái của người gia chủ này, và con heo đó sẽ được lấy ra để làm thịt, để mà đãi những người thực khách. Thế thì đúng như vậy, tháng sau đám cưới của đứa con gái gia chủ, con heo này bị đem ra xẻ thịt. Lúc bấy giờ con bò em nó mới nói là: anh ơi, thật ra cuộc đời nó không như mình tưởng. Đi làm như thế, sống như vậy, ấy vậy mà giữ được thân mình. Thế thì xin thưa quý vị có muốn vậy không? Có muốn được như con heo không? Được ăn cho mập thay rồi đem lên bàn xẻ thịt không? Không. Cho nên đôi khi chúng ta đừng đứng núi này, đừng trong núi nọ, đừng compare cái đời sống của mình với đời sống của bất cứ một ai hết. Tại vì chúng ta chưa biết được kết cục của cái thân phận kia là như thế nào. Trên căn bản nó chỉ là như vậy thôi. Tại vì chúng ta chỉ nhìn một đoạn, một khúc của đời người khác, không nhìn hết cả một tiến trình sinh và diệt của người kia. Cho nên chúng ta cứ lấy một khúc đó và mơ ước được một khúc như vậy thôi à. Nhưng mà chưa kết thúc mà các vị. Cho nên hiện tại bây giờ
mình đừng có lấy so sánh con mình với con người ta. Tại con người ta nó chưa có nhắm mắt, nó chưa có chết, ai biết được ngày mai nó vô tù sao? Thấy chưa? Mình đừng có cho rằng con mình nó học dở. Con người ta nó lên bác sĩ, kỹ sư, nó có bằng nọ bằng kia. Mày thấy con người ta không? Nó học ra trường, còn mày học hoài không thấy ra trường gì hết. Mày thấy con người ta không? Nó có nghề, có nghiệp, vân 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 vân. Anh thấy cái anh chồng của chị kia không? Đó. Em thấy cô vợ của thằng này thằng kia không? Vân vân. Chúng ta hay đứng núi này trong núi nọ và so đo tính toán như vậy. Nhưng có bao giờ mình nghĩ được rằng có một người Bồ Tát đang lẻo đẻo theo sau mình. Nó nấu cơm cho mình ăn, nó giặt đồ cho mình, nó lái xe cho mình, nó cùng chung mình làm việc, nó cùng chung mình sống. Có một đứa mà nó dửng dưng rơi xuống cuộc đời này và nó phát nguyện đi với mình suốt cuộc đời như vậy đó, mà mình không nâng niu, không chiều chuộng, không thấy được giá trị của nó, mà đi ngắm đứa hàng xóm không thôi. Thế thì khổ lụy từ đâu mà có các vị? Từ nơi sự so đo và tính toán đó mà có mà thôi. Đó, cho nên nếu mà có nhìn á, thì chúng ta cũng nhìn cho trọn vẹn, nhìn từ lúc khởi đầu cho đến lúc chung cuộc, để có cái sự nhận định và phán đoán nhận xét đúng với lại tiến trình sinh diệt của một kiếp sống con người. Những người giống nhau thường tìm đến với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Này các tỳ kheo, tùy thuộc vào giới mà chúng sanh tìm đến kết hợp với nhau, kẻ có lòng tin thì tìm đến kết hợp với kẻ có lòng tin. Kẻ biết hổ thẹn thì tìm đến kết hợp với kẻ biết hổ thẹn. Kẻ sợ làm điều ác thì tìm đến kết hợp với kẻ sợ làm điều ác. Kẻ đa văn thì kết hợp với kẻ đa văn. Kẻ tinh cần thì kết hợp với kẻ tinh cần. Kẻ luôn giữ chánh niệm thì kết hợp với kẻ luôn giữ chánh niệm. Người có trí tuệ thì kết hợp với người có trí tuệ. Trong quá khứ họ đã làm như thế, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ đang làm như vậy. Đó là vừa tạo cái chủng tử ngay tại đây mà vừa bị cái nghiệp ngay tại đây nó dắt dẫn. Cho nên rất khó để chúng ta có thể sống một cách nhìn cho ra và tỉnh tại với tất cả những sự lựa chọn của chính mình. Cũng có một lần nữa, một anh chàng này tới hỏi vị thiền sư: thưa thầy, vì cái lý do gì mà con với vợ con cứ lục đục hoài, không ai bằng lòng với ai cái gì hết? Thế thì vị thiền sư mới nói với anh này: bây giờ con có thấy ở trước mặt chùa đây không, có một cánh đồng lúa đang chín. Bây giờ con hãy đi one way thôi, tức là con đi làm sao mà con về á, đừng có đi lui lại. Con hãy đi từ đây ra cánh đồng kia, con lựa cho thầy cái bông lúa nào mà nó nhiều hạt nhất, nó dài nhất, nó trĩu nặng nhất. Nếu mà con lựa chọn được một bông rồi, con hái cái bông đó đem về. Và khi con đã hái một bông rồi á, thì con không được đi lui, không được lựa chọn một cái bông nào khác để thay thế nữa. Lựa rồi là đem về, vậy thôi. Thế là anh chàng này, anh đi. Anh ra, anh thấy cái bông lúa này dài, anh ta tính hái rồi, nhưng nhìn thấy cái bông lúa kia bên cạnh nó lại dài hơn, nó đẹp hơn. Thế là cứ tiếp tục, anh ta cứ bước đi và bước đi tới cuối của cái bìa lúa, lại là một sự so sánh, cho nên trên tay chẳng có bông lúa nào. Nhưng nghiệp có một nỗi thầy nói là đi mà không được quay trở lại, cho nên là hết lúa rồi giờ sao? Đi về tay không. Thầy hỏi anh chứ, chẳng lẽ lúa ở ngoài kia nó nhiều như thế mà lại không có bông nào đẹp nhất sao con? Anh ta nói với: dạ thưa thầy, con lựa hết cái bông này, con lại nhìn thấy bông kia nó đẹp hơn. Và cái tiếp tục con lựa cho đến cuối cái bìa lúa thì hết lúa mất rồi, cho nên con phải đi về tay không. Thế là vị thầy nói chứ thôi được, bây giờ thay vì đi phía trước con đi ra sau đi. Ở sau chùa có cái rừng cây, con cầm cái rìu này mà đi ra sau á, con thấy cái cây nào mà nó thẳng nhất, nó đẹp nhất á, thì con hãy chặt và mang về đây để làm cây cột. Nhưng cũng nhớ ha, one way thôi, đi một đường thôi, mà đã lựa chọn rồi á, thì không được đổi lại à. Thế là rút kinh nghiệm lần trước, anh ta vừa mới ra sau chùa là thấy cái cây nó vừa thẳng rồi, đẹp rồi, tốt rồi, bằng lòng rồi, chặt
mang về liền. Nhưng mà Nghiệp có một nỗi là không được đi lui, cho nên tiếp tục phải đi tới tìm đường khác mà về. Thế thì anh ta vừa đi, anh ta nhìn thấy trời ơi sao cây này đẹp hơn cây mình đang giá. Nhưng mà Nghiệp có một nỗi không thể đổi lại, cho nên anh ta về tới chùa. Thầy nói chứ, con đã vác được một cây về rồi, nhưng mà con có thấy là trên đường con đi có nhiều cây đẹp hơn không, nhiều cây tốt hơn không? Anh chàng này nói chứ, dạ thưa thầy, nhiều lắm thầy ơi, nhưng mà Nghiệp có một nỗi con không thể lựa chọn được, cho nên con phải đem về. Lúc bây giờ thì thầy phải nói là con thấy đó, trong đời sống của mình á, nếu mà con biết á, chấp nhận á, thì tự dưng á, là con an lạc hạnh phúc thôi à. Còn nếu mà con so đo tính toán lựa chọn cái này với lựa chọn cái kia đó, thì con và vợ con, gia đình con sẽ không bao giờ an lạc và hạnh phúc được đâu. Thế thưa đại chúng, cũng tương tự như vậy. Biết chấp nhận, biết đủ. Đủ đây là cái gì? Gọi là đủ tham dục đó. Tham dục đủ đó thì đủ. Còn nếu mà bấy nhiêu nó chưa đủ đó, thì mình lại tiếp tục đi tìm cầu, mong muốn nữa để cho nó đủ. Nhưng mà chính cái lòng mong cầu kia nó là không có đáy, nó không có điểm dừng, nó không có ngưỡng, thì không bao giờ đủ cả. Khi dừng lại là dừng, mà khi đi tiếp lại là đi. Cho nên trong đời sống này mà chúng ta cố gắng tìm cầu thì muôn đời sẽ là sự tìm cầu. Chỉ cần dừng lại thôi là anh sẽ dừng lại. Còn nếu cứ đi thì mình cứ mãi đi. Cho nên người nào như thế nào thì sẽ tìm kiếm với người như thế đó. Những kẻ sát sanh thì tìm đến kết hợp với những kẻ sát sanh. Những kẻ trộm cắp thì tìm kiếm và kết hợp với những kẻ trộm cắp. Nó gọi là gì? Trộm có phường hả? Cái gì? Câu gì? Cái gì có phường có bè gì đó. Ăn ăn có bè hả? Chơi có phường hả? Những kẻ tà dâm kết hợp với những kẻ tà dâm. Những kẻ nói láo kết hợp với những kẻ nói láo. Kẻ tham đắm rượu men kết hợp với những kẻ tham đắm rượu men, chất gây nghiện tìm đến kết hợp với nhau, vân vân. Y chang như thế. Cho nên đứa nào mà nó chơi thuốc á, thì bạn bè của nó cũng vài đứa chơi thuốc. Còn nếu mà mình mà thường xuyên nhậu nhẹt á, là bạn nhậu của mình nhiều lắm. Chứ đôi khi ít ai mà ngồi mình mà nhậu lắm. Những kẻ từ bỏ sát sanh thì tìm đến và kết hợp với những kẻ từ bỏ sát sanh. Kẻ từ bỏ trộm cắp, kẻ từ bỏ tà dâm, kẻ từ bỏ nói láo, kẻ từ bỏ rượu men thì tìm đến và kết hợp với những kẻ từ bỏ như thế. Kẻ đi chùa thì tìm đến và kết hợp với kẻ đi chùa. Cái này mình chế ra ha. Những kẻ có tà kiến thì tìm đến và kết hợp với những kẻ có tà kiến. Kẻ có tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định thì kết hợp với những kẻ có cái tà như thế. Tà định nè ha, nghe tin ai đó đi thiền, học thiền cái gì đó là sẽ bay được, hoặc là sẽ hết bệnh, hay là sẽ thế nọ sẽ thế kia, cái mình nghe như thế cái mình đi. Những kẻ có chánh kiến kết hợp với những kẻ có chánh kiến. Những kẻ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tìm đến và kết hợp với những kẻ có yếu tố như thế. Thế thì rõ ràng rằng phước báo nhân duyên đưa đẩy chúng ta gặp được Phật Pháp. Phước báo nhân duyên cho chúng ta có được một cái thân người rất là tuyệt vời như thế này. Hãy tinh tấn ha, dõng mãnh, kiên định lập trường của mình, và phát tâm dõng mãnh theo đuổi con đường mà chúng ta đã đi cho đến tận cùng. Ngày nào chúng sanh còn, ngày nào chúng sanh còn khổ, ngày đó chúng ta tiếp tục con đường hành Bồ Tát Đạo, tiếp tục tìm kiếm con đường giải thoát và giác ngộ để giải trừ đau khổ cho chúng sanh. Trong chúng sanh đó có ta, trong ta cũng còn yếu tố của chúng sanh dày đặc các vị. Các vị thấy trong mình có chúng sanh không? Có ganh ăn không? Có ghét ở không? Có chống chán không? Có mau quên không? Có. Một trời chúng sanh nó đang tràn ngập trong mình đây. Cho nên phát tâm độ tận chúng sanh, độ chúng sanh ở trong và độ chúng sanh ở ngoài. Khi chúng sanh ở trong này độ hết thì tự nhiên nó thiết lập một cái vầng hào quang xung quanh ta,
tương tự như nó. Nghĩa là sao? Nếu mà mình không nói dối, tự nhiên mình thiết lập cái vòng vây xung quanh mình, những người bạn cũng ít nói dối đi. Nếu mà mình chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tương tự như thế, được thiết lập giá trị bên trong, thì ở phía bên ngoài, những cái vầng hào quang xung quanh ta, bạn bè xung quanh ta, chồng vợ xung quanh ta, con cái xung quanh ta cũng được thiết lập giá trị tương tự như vậy. Cho nên đừng đổ thừa ở phía ngoài, mà chúng ta hãy cố gắng rèn luyện từ ở bên trong, dùng cái ở bên trong mà ta có thể control được nó đây, để chuyển hóa. Đừng chuyển hóa yếu tố bên ngoài trước, đừng cố gắng thay đổi yếu tố bên ngoài trước. Muốn thay đổi bên ngoài, tự mình thay đổi giá trị bên trong trước. Đây chính là yếu tố của tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Anh muốn nói người ta nghe, ít nhất anh phải là người mẫu mực, chuẩn mực trước, để người ta mới theo. Chứ còn nếu mà mình không có những cái giá trị tốt đẹp kia mà bắt người ta theo mình thì làm sao có được. Cho nên qua đây thì Đức Thế Tôn nói bài kinh Tăng Chi Bộ thứ nhất, trong quyển Tăng Chi Bộ thứ nhất, chương thứ tư, Ngài nói về tinh thần của tứ nhiếp pháp. Các vị thấy không? Giá trị là chuyển hóa chính mình. Cho nên, này các tỳ kheo, có bốn phương cách để thu phục nhân tâm. Thế nào là bốn? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đây là bốn cách để thu phục nhân tâm. Mình muốn thay đổi người ta hay gì? Muốn nói người ta nghe, mình phải biết cách để sử dụng cái phương pháp. Ít nhất là mình phải biết bố thí, có nghĩa làm lợi ích cho người kia. Đừng có bắt người ta phải làm cái gì đó lợi ích cho mình, mà mình muốn cho người ta như thế nào á, thì mình phải mang lại lợi ích cho người kia. Lợi ích ở phương diện vật chất hay là lợi ích tinh thần thì nó cũng đều là lợi ích. Bố thí, tài thí, pháp thí và vô ý, ý thí. Tài thí thì có nội tài và ngoại tài. Nội tài là những cái giá trị ở bên trong mình, tim gan phèo phổi này đây nè, hoặc là những cái giá trị bên trong, những tư tưởng, những tình cảm, những niềm tin, những cái lời khuyên để cho người tha khác có thể sống tốt đẹp hơn, vượt thoát hơn, làm cho người ta tỉnh tại hơn, đừng có sợ hãi nữa, gọi là thí vô ý đó. Thế thì tất cả đem ra cho người ta. Người ta đến với mình á, mình phải mang lại lợi ích gì cho họ, trên phương diện này hay là trên phương diện khác. Chứ đừng có bắt người ta tới, người ta chỉ làm lợi ích cho mình mà mình không cho người ta được cái gì, thì khó mà có thể giữ cái mối quan hệ này lâu bền lắm. Cho nên để thu phục được người ta, việc đầu tiên anh phải bỏ ra bố thí, cho đi hết, cho đi khắp. Tức là làm lợi ích cho cái kẻ kia cái đã, chứ đừng bắt người ta tới mà mình không có làm lợi ích cho họ. Ái ngữ, tức là dùng lời nói yêu thương, lời nói từ ái, lời nói có cái hạt giống của sự an lạc và thảnh thơi, thì mới có thể thu phục được người kia được. Còn nếu mà mình chỉ có mắng nhiếc, chửi bới, la nặng lời, thì người kia không đến với mình đâu. Cho nên mềm mỏng, nhẹ nhàng, thời cơ, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, uống lưỡi 7 lần, vân vân, tất cả những cái giá trị như thế. Lợi hành, tức là cùng nhau có lợi, những việc làm đó phải mang lại lợi ích cùng nhau, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho cả hai. Đồng sự có nghĩa là cùng nhau mà làm, chứ đừng có suối người ta không, đừng có bắt người ta làm không. Tới phiên mình thì mình chạy trốn, mình không làm, mình chỉ bày ra cho người khác làm, cho nó cực thấy mồ người ta đi, thì như thế thì không mang lại kết quả, không mang lại giá trị. Cho nên sở dĩ mà chúng ta sống chung được với nhau á, là bởi vì sự cộng tác cùng nhau. Sự cộng tác không có nghĩa là chỉ trên lời nói, ái ngữ không thôi, mà còn hành động, mà còn lợi ích nữa. Các vị thấy nó sâu chuỗi với nhau không? Cho nên để có thể sống chung được á, cần phải chia sẻ. Cho nên Ngài nói xấu nguyên tắc hòa hợp: thân hòa chung ở cùng nhau, khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng, ý hòa thảo luận suy bàn, kiếm hòa cố giải hoàn toàn hiểu chung, lợi hòa phân chia khắp cùng, giới hòa cố giữ nguyện chung tu trì. Đây là cái bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ kinh số 3, chương thứ 6. Ngài nói về 6 nguyên tắc kết hợp một cách rất là hòa hợp.
Này các vị tỳ kheo, có 6 nguyên tắc hòa hợp tạo nên cái tình thương yêu tôn trọng, đưa đến gắn bó không có tranh chấp, hòa thuận đoàn kết. Thế nào là 6? Ở đây vị tỳ kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân đối với các vị đồng tu ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình yêu thương tôn trọng, đưa đến gắn bó không có tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Đó là phương diện hành động về từ ái về thân đối với các vị đồng tu với mình. Xin thưa đại chúng, ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho đối tượng đó là vị tỳ kheo, nhưng không phải chỉ có tỳ kheo không đâu, mà ngày hôm nay chúng ta có thể nói là tất cả là đối tượng tìm hiểu học Phật Pháp, hay là những người Phật tử cũng đều sống với tinh thần như thế này, đều mang lại giá trị tốt hết. Thế thì sống chung với nhau ở một cái chỗ nào đó, ngày hôm nay và ngày mai, chúng ta cùng sống chung với nhau ở trong một ngôi tự viện. Dẫu một lát nữa có những vị thì đi về nhà, rồi sáng mai trở lại, hoặc là có những vị tối nay ngủ ở chùa. Thế là trong một khoảnh khắc chúng ta cùng nhau sống chung như thế đó, thì phải biết rằng mình giữ thân mình thì cũng phải giữ thân người khác. Tới lúc mà tắt đèn đi ngủ rồi thì làm ơn tắt giùm cái, chưa tới giờ thức chúng thì đừng có mở đèn lên, phải biết tôn trọng của nhau. Người ta ngủ mà mình cứ lấy cái bịch ni lông ra mình sột cà sọt cà sọt cà sọt thì sao người ta ngủ được, phải vậy không? Sống chung với nhau 50-70 người như thế này mà mình đi vô cái restroom mình ở đó 1 tiếng đồng hồ, mình vô đó mình cầm phone mình chơi, mình coi tin tức rồi mình enjoy, ông nội ai mà chịu nói, làm sao mà sống chung với nhau với những người đó được các vị, phải vậy không? Cho nên phải biết người biết ta. Chùa chỉ có mấy cái nhà tắm thôi, mình vô đó mình tắm cả tiếng đồng hồ à, mà tới cái lúc cao trào nữa. Sáng là 6:05 chứ 5:45 tụng kinh. Thế thì 5:30 hoặc 5 giờ là dậy rồi, cần có rửa mặt, súc miệng vân vân. Mình vô trong đó mình làm gì ở trong không biết, mình cứ ở nửa tiếng đồng hồ thì quý vị nghĩ coi chịu nổi không? Làm sao mà chịu nổi được? Trụ trì xuống đây cũng không chịu nổi luôn, cũng chắp tay mà lại lẹ lẹ ra giùm. Chứ gì nữa? Cho nên biết người biết ta, cùng sống chung với nhau là như thế đó. Ăn xem nồi, ngồi xem hướng. Ông bà mình nói vậy mà, 4 người 1 mâm mà cái gì ngon là gấp trước à, ăn lẹ lẹ, cái gì ngon là ăn lẹ lẹ. Ngày xưa đó, thật ra mà nói là nghèo quá đi, ở trong chùa. Chùa thì chúng điệu không là cả 100 đứa ăn đi học không thôi, mà mỗi một mâm là 4 đứa ăn. Có một tô cơm nhỏ nhỏ nè, nổi ăn cơm không chưa tính đồ ăn. Đồ ăn thì đương nhiên là khan hiếm rồi à, bắp cải mà chỉ có cái cuốn cải thôi, để mà kho cho thiệt là mặn lên, rồi ăn cái cuốn cải đó mà múc 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 vậy đó mà ăn cơm thôi, chứ không có được ăn cái bông cải nữa kia. Thế thì bây giờ một cái tô cơm như thế gọi là thố cơm đó, muốn ăn mà chỉ được 2 chén á, là phải tính. Nó là phải planning, phải kế hoạch mới ăn được 2 chén mới no, chứ mà không có kế hoạch là đói. Thế thì khi ăn thì sao? Chén đầu tiên á, bới ít thôi và ăn cái thiệt nhanh chén đó. Chén thứ hai bới đó, ém một cái là no, là được 2 chén. Còn nếu mà chén đầu tiên mà múc cho nhiều vô là ăn có 1 chén thôi, là mấy đứa kia nó làm chén thứ hai là mình sạch sạch bách. Nó cũng là tham đó, nhưng mà bây giờ biết làm sao bây giờ, có tuổi ăn tuổi ngủ mà tuổi đói nữa, lúc bây giờ là phải tính như vậy. Thế thì cái những đứa mà nó thấy mình múc chén thứ hai rồi thì còn tô canh chưa ăn kịp thì nó ăn tô canh, nhưng mà nó múc đã đành đi, nó không múc, nó phun bảy nước miếng vô đó. Thế thì cũng đâu có vừa gì, mình cứ lấy một cái muỗng múc cái bãi nước miếng của nó dục ra phun lại một bãi vô. Và chưa dừng lại ở đó, quậy nó lên. Thế là ông trời cũng không ăn được cái đó nữa, chỉ có mình ăn thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, những cái chiêu trò, những cái kiểu cách như thế đó là bởi vì sao? À, nó tham nhưng mà lúc đó nó đâu biết nó tham. Nó vừa vui mà nó lại vừa no nữa là đủ rồi. Chỉ cần no để đi học, no để lớn, no để mà tu tập thôi.
ấy thế mà nó sống, nó tồn tại tới giờ, nó an lạc, nó thảnh thơi, nó hạnh phúc như giờ đây. Còn giờ cái gì cũng đủ hết, ăn dọn ra tràn ngập, không dám ăn nhiều, ăn sợ lên đường. Thấy được không? Đó, thế thì những sự lựa chọn của chúng ta trong đời này mỗi lúc nó mỗi khác, mỗi lúc nó mỗi kiểu. Mà không phải vì gì đó tinh thần giải thoát giác ngộ cao siêu, chẳng biết cái gì về thầy, thầy dạy thế nào nghe thế đó, không hề cãi, không hề nói thầy là con thích thiền, con thích này, con thích cái kia, thầy hướng dẫn được con này không, không hề dạy, không hề hỏi thầy gì hết, thầy dạy thế nào nghe thế đó thôi, không hề biết được, không hề so đo, không hề tính toán thầy dạy vậy là sai, thầy dạy vậy là không đúng, vân vân, không hề nghĩ như thế. Chỉ có một lòng, lòng của mình nó trắng như tờ giấy trắng vậy đó, thầy vẽ cái gì là nó nằm y đó vậy đó. Chỉ có vậy thôi, đương tiên bạch sư, cái gì cũng hỏi thầy hết, thầy dạy sao nghe vậy, thầy kêu học cái gì học cái đó, ấy thế, thầy training cho một con đường, thầy hướng dẫn cho một con đường, cứ thế mà bước đi thôi. Mà cuối cùng thì nó thành thôi. Còn đôi khi mình suy nghĩ, mình tính toán, mình càng lớn bao nhiêu á, mình suy nghĩ càng nhiều bấy nhiêu, mình vẽ ra cả một bầu trời, rồi cuối cùng rồi mình chán nản với cái điều mà chúng ta tự thân mình không thể nào vượt qua cái đó được. Tại nó quá nhiều detail, nó quá nhiều chi tiết đi. Nhưng mà trên con đường Phật Pháp á, là con đường simple, con đường đơn giản. Càng đơn giản bao nhiêu, anh lại thể ngộ bấy nhiêu. Càng phức tạp bao nhiêu, con đường càng rằng rực bấy nhiêu. Lại nữa các vị tỳ kheo, hành động từ ái về lời nói đối với các vị đồng tu ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên sự yêu thương, tôn trọng, gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận, đoàn kết. Từ ái bao giờ cũng cần thiết, dẫu cho nói chuyện với hai người hay nói chuyện với nhiều người, yếu tố từ ái là luôn luôn cần thiết. Cho nên sống với bạn của mình, gần gũi những bạn của mình, một lời, hai lời, cái gì nhịn được nhịn, cái gì không nhịn được á thì sao? Chửi. Cái nào mà không nhịn được á thì dùng lời từ ái mà nói. Không được chửi nha. Im lặng, làm thinh. Đức Thế Tôn dạy á, đối với những hạng người, có những hạng người chúng ta nói, có những hạng người chúng ta im lặng, có những hạng người chúng ta bỏ đi, có những hạng người để nó đó, không quan tâm gì tới hết. Tùy loại người mà chúng ta tương tác trong cuộc đời, nhưng bất cứ loại người nào cũng đều không khởi lên tâm hiềm giận. Khởi lên tâm hiềm giận chứ đừng có nói chi là oán hận. Có một lần nọ, sau khi mà A Xà Thế lên ngôi rồi, ngựa non hấu đá, cho nên giấy binh đi đánh Kiều Tác La. Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc là bạn thân của cha của thái tử A Xà Thế, và tức là vua Tần Bà Sa La đó, mới nghĩ rằng cái thằng nhóc này nó là ngựa non, cho nên là bây giờ ta phải dạy cho nó một bài học. Cho nên anh chàng này ảnh giấy binh, ảnh làm 4 đạo quân, thì vua Ba Tư Nặc làm 8 đạo quân. Cho nên anh ta giấy binh anh ta đánh, thì vua Ba Tư Nặc cũng đem quân ra nghinh tiếp, đón tiếp, và với cái binh số nhiều hơn và cố gắng để thu phục được anh chàng này, thì vua Ba Tư Nặc đã chiến thắng. Nhưng mà với cái từ tâm, vua Ba Tư Nặc là một Phật tử, cho nên chỉ có bắt thôi, bắt hết, ngựa cũng bắt, voi cũng bắt, binh lính cũng bắt, binh lính của nó trở thành binh lính của mình, ngựa của nó trở thành ngựa của mình, voi của nó trở thành voi của mình, và chính bản thân của anh chàng A Xà Thế này cũng bị trói luôn. Thế là sau khi trói rồi, ông ta cho đi cùng xe với ông ta, ngồi cùng bên kế này, nhưng mà bị trói lại thôi. Đó, binh lính cũng đi luôn, tất cả mọi người kéo lên gặp Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Kỳ Viên. Đức Thế Tôn khi gặp Tinh Xá rồi á, vua Ba Tư Nặc có thưa Đức Thế Tôn, hôm nay á, do vì cái anh chàng A Xà Thế này quá là hung dữ đi, cho nên con mới dạy anh một bài học. Hôm nay nhờ Đức Thế Tôn chứng minh dùm cho cái bài học này của con, đó chính là con đem cái tâm bao dung, tâm không giận hờn,
tâm không thù oán để mà hóa giải cái oan kết. Kính mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới tán thán: người nào mà lấy oán báo oán thì oán oán chắc chồng, mà lấy ân báo oán thì oán oán tiêu tan. Cho nên hành động mà lấy cái từ tâm của mình ra mà đối xử như vậy đó, thật là tuyệt vời. Khi Đức Thế Tôn dạy như thế rồi, vua Tần Bà Sa La liền cởi trói, tha cho nhà vua trẻ tuổi mới lên này, và trả về lại hết ngựa, voi, binh lính, để cho vị này biết được rằng không phải là trên trời này có mình ông là ngon. Không, trên trời núi cao thì còn có núi cao hơn, người cao còn có người cao hơn mình nữa. Thế thì tất cả mọi nơi đều cần phải có cái giá trị của từ ái. Yếu tố thứ ba, lại nữa này các tỳ kheo, những hành động từ ái về ý đối với các vị đồng tu ở nơi công cộng hay chúng riêng tư, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương và tôn trọng. Tức là những suy tư nghĩ ngợi ở trong ý của mình đây cũng rất cần để cho chúng ta có thể nuôi dưỡng cái tâm từ ái của mình đối với người kia. Có một câu chuyện kể là có một chú tiểu. Chú tiểu này thì đêm hôm nọ trăng sáng cho nên là trốn chùa đi chơi. Khi chỉ tịnh xong rồi, tức là đi ngủ rồi đó, cửa chùa đóng lại rồi, thì sư phụ có lên phòng. Nhưng mà chẳng may hôm nay sư phụ đi tuần, thấy chú tiểu không có ở trong phòng ngủ, cho nên biết là đi chơi rồi. Thế là đi ra cổng, thấy có một cái thang để đó, thế là biết là leo cổng đi rồi. Cho nên thôi sư phụ cứ lấy cái thang đi và đứng sát bờ tường đó. Thế thì nửa khuya thì chú tiểu đi về, leo tường đi vô, thò cái chân xuống thì cũng bước xuống. Nhưng mà thay vì bước lên cái thang thì giờ là bước lên đầu, bước xuống vai, rồi nhảy xuống. Khi chú tiểu vừa chạm đất thì nhìn thấy sư phụ của mình đứng đó. Sư phụ hỏi một câu là: trời khuya rồi, con chắc cũng lạnh lắm, thôi đi vô ngủ đi. Đố các vị cho lần sau có dám đi nữa không? Chỉ có vậy thôi. Thế thì yếu tố từ ái, cái tâm của mình ở đâu? Lúc bấy giờ la, lúc bấy giờ đánh thì không phải là một bài học hay như là ông sư phụ này bây giờ đây làm. Vừa có cái tâm mà lại vừa có cái tầm nữa. Đúng vậy không? Cả hai làm cho chú tiểu này một bài học không bao giờ quên, không bao giờ muốn xa sư phụ nữa. Tình nó có, lý nó có, và tất cả những giá trị đó là đầy đủ hết trong cái tình thương kia bao phủ. Cho nên chúng ta sống trong đời, những cái sự giới hạn của mình đây đôi khi là thiếu tình thương mà ra hết. Nếu có tình thương, chúng ta sẽ bao phủ được kẻ thù của mình với cái tình thương rộng lớn đó mà không gây nên sự bất ổn. Lại nữa, này các vị, vị tỳ kheo không ngại ngần chia sẻ bất cứ những gì mà vị ấy thâu nhận được một cách chân chánh, kể cả chỉ là những gì có được ở trong cái bình bát của mình, cũng san sẻ chúng cho các huynh đệ đồng tu có giới đức. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình yêu thương và tôn trọng. Có nghĩa là lợi hòa đồng quân, có lợi thì cùng nhau chia. Ngày hôm nay tới đây, lát nữa mà dọn lên một mâm ha, nếu mà giả dụ như cái người trai soạn đó, người ta chỉ dọn có 3 miếng dưa hấu thôi, mà mâm của mình thì có 4 người, thì sao? Đứa nào ăn trước là một miếng trước, đứa nào ăn thứ hai thì là một miếng nữa, đứa nào ăn thứ ba thì sao? À, bẻ ra làm hai. Chứ gì nữa, cái đó là cái giá chót đó nha. Còn nếu không là cái đứa đầu tiên là đã bẻ rồi, chứ đừng đợi tới đứa thứ hai và đừng đợi đứa thứ ba. Chứ gì nữa, nếu như mà bình thường á, gọi là biết tu á, thì đến miếng thứ ba mới bẻ. Nhưng mà khi nghe tinh thần này rồi á, là miếng đầu tiên đã bẻ trước rồi. Có nghĩa là sao? Người đầu tiên đáng lý ra được lựa chọn cái ngon như vậy, nhưng mà ta biết thừa biết là còn thiếu một đứa nữa, cho nên ta chịu nhận cái phần thiếu đó. Đó mới gọi là tu chứ. Chứ tu cái gì bây giờ các vị?
Nhưng mình đi tới chùa mình tu không biết tu gì. Cái đó là tu. Lại nữa này các vị, sống ở nơi công cộng cũng như trong chúng riêng tư, cùng với các vị đồng thành tựu giới đức, không hề bị vỡ vụn, không bị sai sót, không bị tì vết, không bị hỗn tạp, giải thoát. Người trí khen ngợi không có chấp thủ đưa đến thiền định. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình yêu thương và tôn trọng. Có nghĩa là thành tựu các giới của mình. Đừng có vỡ vụn, đừng có chấp nối, đừng có tạo cơ hội để cho nó sức mẻ, và cố gắng gìn giữ cái đó, giúp cho bạn mình gìn giữ cái đó. Ví dụ như là trong cái lúc mà rảnh rỗi đừng có bà tám với nhau. Đừng có nói lỗi của người khác, tại vì khi mình nói lỗi của người khác là chuyện gì nó cũng lòi ra hết trơn á. Đừng có kể những cái xấu của người ta. Mình nói, trên căn bản mình nói là nói lỗi của người khác thôi. Nhưng mà mình cứ nhẹ nhàng thôi, đừng bao giờ nói chuyện của người khác. Nếu có nói thì chỉ lựa cái tốt mà nói thôi. Đừng bao giờ nói cái xấu nha. Mà rất là khi gặp bà này ở chỗ khác, tới bà kia ở chỗ kia, hỏi hết chuyện làm ăn, hỏi đến chuyện ở nhà sau rồi, cháu bà sao, con bà sao, thằng rể sao, con dâu sao, hết nó rồi rồi kể chuyện bà hàng xóm. À, thế thì cơ hội của chúng ta tu tập đó, nó bị những cái yếu tố đang xen như thế này đây, nó chi phối và làm cho chúng ta mất chánh niệm tỉnh giác. Lúc bấy giờ đây, miệng đi đường miệng, ý đi đường ý, thân đi đường thân. Thân tuy tu mà miệng là thế tục. À, thân tuy ở chùa, miệng không nói lời pháp nào cả, ý không nghĩ một chút nào về kinh điển hết. Lời nói này cũng chẳng có chút nào là Phật pháp cho bạn, cho bè của mình nghe. Thế tu cái gì? Thấy giá trị không? Nếu mà rảnh không có ai để nói chuyện, ta cũng đừng buồn, bắt cái ghế ra ngồi ở ngoài bờ kè kia, nhìn nước chảy, thấy lá rơi mà biết đời vô thường ảo mộng, đôi khi chứng đạo chỗ đó rồi nhảy xuống nước luôn lại khác. Thấy phải không? Ở đây có cái dòng sông thật tình là thơ mộng vô cùng. Đó, các vị có thấy chúng tôi làm Phật pháp bờ sông không? Và làm 5 phút Phật pháp bên cái bờ kè đó. Tuyệt vời, ở đâu mà có được cái bờ kè ngon lành như vậy. Cho nên là nhìn lá nó rơi mà thấy được vô thường, mà thể ngộ được giáo lý vô thường, mà chứng đạo. Đó là những cái vị mà duyên giác Phật, những vị độc giác đó. Họ không nhìn gì khác hơn đâu, không cần học cái gì cao xa hơn đâu, nhìn như thế đó mà biết. Cho nên đừng có phí thời gian của mình nói tới tu mà biết cái gì thì tu hết. Mấy cái đó là mấy cái tu đó. Lại nữa, vị tỳ kheo sống ở nơi công cộng hay là nơi chốn riêng tư, cùng các vị đồng tu thành tựu tri kiến cao thượng giải thoát, dẫn dắt những người tu tập theo đúng con đường ấy đến chỗ tận hoàn toàn mọi khổ đau. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên sự yêu thương và tôn trọng. Tức là nói tới cái kiến hòa đồng giải, tức là những cái thấy, những cái biết, những cái sở tri của mình cùng nhau chia sẻ để cùng nhau nâng cao cái tri kiến của mình. Nhưng tri kiến này không phải là tri kiến của thế tục, mà là tri của kiến giải thoát, dẫn đến cái chỗ đoạn trừ hoàn toàn khổ đau. Cái tri kiến này cuối cùng nó phải dẫn đến sự đoạn tận hoàn toàn khổ đau. Còn khi mình đi tu, mình nghe bà này kể chuyện này, bà kia kể chuyện kia, cuối cùng mình loạn thêm lên. Rồi cái mình đi về, cái mình không có nhớ chuyện tu tập, mình nhớ chuyện của bà không à, chuyện khổ đau không à, chuyện người nọ, chuyện người kia. Rồi mình biết chuyện ông này, biết chuyện ông khác nữa. Phải khổ đau thêm khổ đau không? Đời đã khổ đau, tìm tới chùa để tu tập cho hết khổ đau. Đằng này tới chùa rồi, nghe bà và càng khổ đau hơn. Rồi khi đêm về, thay vì đêm về thanh thản nhẹ nhàng, ta lại đêm về một bọc của khổ đau. Thế không đáng ha. Thế thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thật ra còn nữa các vị, thật còn nhiều cái vấn đề khác nữa để Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta về yếu tố của sự cùng nhau mà chung sống. Ở nơi đây một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ
thêm. Tức là trong những người chúng ta gặp đây á, có những người thấp cơ lỡ vận trong cuộc đời của họ, một cái hoàn cảnh đưa đẩy, người ta bị thế nọ, người ta bị thế kia. Thế thì cái tình thương yêu mà trong vấn đề sống chung cùng nhau chia sẻ đó là điều hết sức cần thiết. Cùng chung trong một trú xứ, hay là cùng chung trong một ngôi chùa, hay cùng chung gia đình, mẹ con, anh em, vân vân với nhau, thì chăm sóc người bệnh, tức là những người mà không như mình, không được toàn vẹn như mình, không được tốt đẹp như mình, thì này các tỳ kheo, sở hữu năm đức tính này, một người chăm sóc đủ khả năng để chăm sóc một người. Thế thì chúng ta coi coi mình có đủ khả năng chăm sóc một người nào không ha. Chăm sóc một người á là phước báu tối thượng đó, nhất là người bệnh. Thứ nhất, người này có khả năng pha thuốc. Tức là ngày xưa thì không có phải là tự dưng cái đồ đi ra mua mà có, mà người này phải biết về thuốc. Ở đây chúng ta nên hiểu như thế này, biết về dược tính của nó, nó nặng quá hoặc là nó ít quá, hay là cái này nó có bổ sung hay không, hay là nó không bổ sung cho cái việc bệnh hoạn, như thế thì mình cũng nên biết một chút. Thứ hai, người này biết cái gì có lợi và có hại, do đó người ấy giữ lại cái có lợi và đưa ra ngoài những cái không có lợi ích. Ví dụ người này ăn, mình biết là cái thức ăn này có phù hợp hay không. Người nào mà bệnh tiểu đường mà cứ đem cơm vô cho họ ăn thì tiếp thêm đường chứ gì đó, ví dụ như thế. Thế thì người mà chăm sóc người kia đó là người mà biết cái gì có lợi ích và cái gì có hại. Thứ ba, người này chăm sóc người bệnh với tâm từ, chứ không phải vì các phần thưởng vật chất. Mình chăm sóc một người không phải là để người kia trả lại cho mình cái gì, mà chỉ duy nhất đó là tâm từ, tức là tình thương. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Người có tâm từ là người cho người khác niềm an lạc, niềm hạnh phúc. Chỉ có tâm từ là đủ. Thứ tư, người này không ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ nôn mửa hay là nước bọt của người mình. Tức là không từ nan những cái việc khó làm, những cái việc dơ bẩn, không nhờm gớm, không kinh tởm. Thứ năm, thỉnh thoảng người này có khả năng chỉ dẫn, khuyến khích, khơi nguồn cảm hứng, làm cho người bệnh phấn khởi từ những bài pháp thoại. Biết nói chuyện, biết khơi gợi tinh thần của người kia, biết đùa, biết giỡn để cho người kia vui hơn. Chứ đừng có lúc nào cũng ảo não, âu sầu. Thấy một người bệnh sắp chết mà mình làm cho người ta buồn khổ thì đó là không đúng. Sở hữu năm đức tính này thì một người có đủ khả năng để chăm sóc một người bệnh. Thế thì trong đời sống của chúng ta, đôi khi mình gặp chồng bệnh nè, vợ bệnh nè, con bệnh nè, cháu bệnh nè, sống chung với nhau nè. Thế thì chúng ta cũng cần phải học. Mình là một người bác sĩ gần gũi nhất. Một bác sĩ từ xuất phát từ cái tâm từ mà ra. Rồi bây giờ ngược lại, nếu mình bệnh thì sao? Thế là ngài cũng chỉ luôn. Một là mình chăm sóc người bệnh, hai là người mình là người bị bệnh. Thế ngài nói thế này nè. Sở hữu năm đức tính này, một người bệnh được chăm sóc một cách dễ dàng. Thế nào là năm? Mình đã bệnh rồi mà còn khó tính nữa thì sao? Thì nó cho chết luôn á. Thấy không? Cho nên bây giờ chưa có bệnh ha, mà ai có bệnh rồi thì thì cũng biết ha. Thế nào là năm? Người này làm những gì có lợi ích. Đừng có làm chuyện vô lợi ích nữa. Tại mình đang bệnh mà, thì những gì có lợi ích cho mình á thì mình mới làm thôi. Đừng có làm cái chuyện mà công không, rỗi việc, rỗi tay, rỗi chân. Nói những việc nên nói, làm những việc nên làm thôi, chứ đừng có làm những việc tổn hại, mình đang bệnh mà. Còn làm những việc tổn hại nữa thì thuốc nào mà trị cho được. Thứ hai, biết dùng vừa phải những gì có lợi ích. Dẫu cho nó là có lợi ích, nhưng mà đang bệnh, tức là đang nằm trong giới hạn. Quá cũng không được, mà ít quá cũng không được. Cho nên cần phải có limit. Limit phía dưới và limit cả phía trên. Thứ ba là phải dùng thuốc men để trị bệnh, không phải cầu nguyện mà hết. Ý là vậy đó. Đừng đi xem bùa, xem vái, nó nọ thế kia không? Nhưng mà bệnh là phải.
thuốc. Thuốc gì là tùy bệnh, nhưng phải có thuốc. Thứ tư, cho nên phải dùng thuốc có nghĩa là sao? Đôi khi người bệnh không muốn uống thuốc, tại vì thân thể đau, tâm lý bấn loạn, người ta không tự chủ được, ví dụ vậy đó. Cho nên là bắt buộc phải có phương pháp điều trị. Một trong những phương pháp đó, thời gian nào, không gian nào cũng vậy, thuốc. Thứ tư, người này tiết lộ chính xác những triệu chứng của mình cho người chăm sóc biết. Đừng có giấu người ta mình bệnh này mà nói chuyện khác, nói giảm nói tránh đó. Thì cái người chăm sóc người ta có biết, mà người ta chăm sóc cho mình được tốt. Cho nên bệnh gì là phải khai đúng bệnh đó, mình đau ở đâu mình phải nói cho người ta biết, để cho người ta chăm sóc một cách tốt đẹp. Phải tường trình đúng như trường hợp của mình, rằng tình trạng sức khỏe của mình đang tệ hơn, đang tiến triển tốt hơn, hay là vẫn giữ nguyên như cũ. Phải báo cho họ biết ngày hôm nay mình có đỡ hơn hay không, mình có tốt đẹp hơn hay không, hay là nó tệ hơn, hay là nó vẫn giống như vậy, không đỡ hơn cũng không tệ hơn. Thứ năm, người này có thể kiên nhẫn chịu đựng được những cái cảm thọ về thân khi nó khởi lên. Đau đớn, khốc liệt, đau nhói, đau như dao đâm, đau kinh khủng, đau khó chịu, đau vắt kiệt sức. Tức là người này phải biết kiên nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn chịu cái cơn đau của mình. Không phỉ nhổ, không la rầy, không khó khăn, không trách móc, không hờn giận những người chăm sóc thân cận với mình. Người nào mà sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc một cách dễ dàng. Thế thì sống ở trong chúng, sống ở trong một tập thể, dẫu là tập thể nhỏ hay tập thể lớn, tự thân ta đây sẽ tìm kiếm ra những cái phương pháp nào mà khế hợp nhất, tốt nhất, đẹp nhất, để cho tự thân của mình được lợi lạc, và người ở gần bên ta được lợi lạc, và biết được rằng chủng tướng thể tánh của chúng sanh, dẫu cho mình có ở đây hay ở quốc độ nào đi chăng nữa, cũng được xác lập từ nơi bây giờ. Tâm tư bây giờ, tình cảm bây giờ, hành động bây giờ, lời nói bây giờ, ý nghĩ bây giờ sẽ là hạt nhân cho mai sau. Chúng ta đi đâu sẽ là ngày hôm nay mình định hình cái đó, và từ đây chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong vô lượng của sự tái sinh, chừng nào thành Phật thành Bồ Tát mới thôi. Cầu mong tất cả quý vị chân cứng, đá mềm, thanh thản, nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Đừng bao giờ khó chịu, cau có, phê phán, chỉ trích khi chúng ta sống chung với nhau. Đức Phật dạy sống trong chúng phải ẩn ác, dương thiện. Cái gì xấu, dùi chôn cái đó. Cái gì đẹp, phô diễn nó ra cho người khác thấy, cho người khác học. Đó là giá trị cần thiết của cuộc đời. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Dạ, chúng ta lố 5 phút để bù lại hồi nãy 5 phút. Mời quý vị chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về ân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.